Thưa quý vị, đây là bến xe Sơn Tây. Hôm nay Minh Cương đến ghi hình của một bác bị vôi gai thoái hóa cuộc sống, chèn ép gia đình hình tọa. Và sau một thời gian ngắn dùng thuốc, giờ bác đã ổn rồi. Vâng, con xin chào bác ạ. Con xin tự giới thiệu, con là Lương Y Lạc Minh Cương, nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường. Có địa chỉ ở thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Hôm nay nhà thuốc đi qua đây và ghé vào thăm bác, hỏi thăm cái tình trạng sức khỏe của bác sau khi là bác sử dụng cái sản phẩm rượu thuốc chữa bệnh viêm đau gia đình hình tọa. Con xin được hỏi bác tên là gì ạ? Tên là Hoàng Hữu Thêm. Hoàng Hữu? Hữu Thêm. Vâng, quê quán bác hiện nay đang ở đâu ạ? Nhà số 8. Vâng ạ. Đường Chuyên Trầm, phường Chuyên Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. À, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Vâng ạ. Ở trước đây bác bị đau như thế nào ạ? Đau từ hông xuống. Vâng. Đi ra bệnh viện 158 thì ta bảo thần kinh hông. Thần kinh hông to đúng không ạ? Thần kinh to. Bác có chữa trị gì ở đấy không ạ? Tôi không chữa trị gì, tôi chăm cứu ở chỗ Trạch Mỹ Lộc. Vâng. Hồi đây chăm cứu mới rẻ mà, hồi đây chăm cứu có 30.000. Vâng. Rồi, nhưng mà chăm cứu cứ độ 3 tháng 1 thì lại nghỉ. Vâng. Thì lại vài tháng sau lại chăm, mà không thấy gì. Không thèm thua. Không thèm thua, sau lại viện năm từ giờ, rồi cứ gọi cứ tiếp. Tiêm vâng. Đầu cũng rẻ, thì sau lại cứ tiêm 200 mũi rồi thôi, trả tiêm nữa. Vâng, tức là bác có đi tiêm, thời đấy là 200.000 một mũi à? Vâng, 200.000 mũi đấy. Thì tức là có đi châm cứu này, có đi tiêm này, nhưng tình hình sau khi tiêm và châm cứu có ăn thua gì không? Thì nó chỉ được có thời gian, khoảng 2-3 tháng thì nó lại nó tê. Vâng. Tê chân và mỏi đi, rồi là nó mỏi ạ, không mỏi nữa. Vâng, mỏi lần sau. Cái đồng này. Vâng ạ. Là quên, bắp bắp thế này. Sau bắp, chân. Vâng, quên. Thông thường viêm đau gia đình hình tọa do vôi gai thoái hóa cuộc sống chèn ép là phần nhiều, đến 70% là do vôi gai thoái hóa cuộc sống chèn ép thần kinh tọa. Thì bây giờ xin hỏi bữa đấy là bác bị đau bệnh như thế, bác có lo lắng lắm không? Rất là lo, châm cứu 2-3 chỗ nhưng mà không được. Châm cứu dùng thuốc tiêm không ăn thua và cũng lo lắng. Thì tôi xem ở trên TV, xem vâng. Nhiều chỗ, vâng cái ạ. Cái nhiều người ta quảng cáo nhiều chỗ lắm. Nhưng mà các mế uống thuốc nọ uống thuốc kia đấy, nhưng mà giờ tôi chỉ là một cái viên của chủ nhà, tôi không thấy tin tưởng. Vâng ạ. Tôi không thấy cái thuốc của viện của anh. Vâng, nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường. Vâng. Tôi mua về. Vâng. Tôi uống thuốc cảm không tê nữa. Không còn tê nữa. Không tê mà không có gì chân. Vâng, bữa đấy bác mua 2 liệu trình à? Vâng. 2 liệu trình vào 3 lít, mỗi lần là 1 lít rưỡi, một chai Coca là 1 lít rưỡi. Và sau khi là bác uống hai chai đó vào 3 lít rượu thuốc vào hơn tháng, thì bây giờ tình trạng chẳng của bác là đã ổn định chưa hay là chưa ổn định? Nói chung là ổn định rồi ạ. Ổn định, còn tê bì hay không tê bì nữa? Không tê bì. Không có tê bì nữa? Không tê bì. Trước dễ ngủ. Xưa là nó thật anh là khó ngủ lắm. Tối là nó cứ kiểu giật kiểu bì. Bì chân. Vâng ạ. Vâng. Vâng. Tức là trước đây là bác là bị tê bì, thế bác cũng khó ngủ và khó chịu. Và đến thời điểm này là còn khó chịu rồi. Không có gì. Không. Vâng ạ. Đấy thì là cái rượu thuốc của nhà thuốc dùng liều rất là vi lượng đúng không? Không phải đun, không phải sắc. Rất là dễ uống. Vừa rồi là bởi vì là nhà tôi vừa rồi có xây dựng nên tôi nhà bác có xây dựng. Vâng. Tôi uống được, tính ra của tôi là phải uống được tháng 2 tháng. Vâng. Cái thuốc này vừa mình đau nên 2-3 tháng, nửa năm mình uống có 2 lọ. Khi mà làm nhà như vậy bác có trợ giúp thợ thiết làm các cái công việc liên quan đến xây nhà không? Ra hết là có. À, tức là có tham gia vào và đi lại đứng bình thường rồi. Vâng, đi lại không vấn đề, cái nó sai vặt nhiều lắm. À thế à, sai mua cái lọ đấy kia vẫn đi đứng vâng, tốt. Vâng. Vâng. Thì cảm ơn bác, hôm nay nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường đến để gặp bác, tâm sự với bác thì thấy rằng là bác sau khi dùng cái rượu thuốc chữa bệnh này bác đã ổn rồi. Vâng, rất là cảm ơn bác. Tí nữa bác đi cho con một đoạn nhá. Vâng. Theo bác thì là
bác dùng cái sản phẩm rượu thuốc của nhà thuốc thì bác cảm thấy được hay không được, tốt hay không tốt? Theo tôi thì cái này rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Không có gì lo lắng cả. Dạ vâng. Vì hàng ngày liều dùng thì rất là vi lượng, không phải đun, không phải sắc. Nếu mà khó uống, ai khó uống rượu thì đổ vào cốc nước để uống. Rất là dễ uống. Vâng, ăn ngon, ngủ ngon khi mà dùng cái rượu thuốc này. Cơ bản là ăn ngon, ăn khỏe lắm. Cứ nói là đúng rồi, không phải đun. Cái thời gian của tôi thuốc là 4 bát. Dạ vâng. Vâng vâng. Ăn của 3 bát thì tôi nghỉ. Vâng. Nghỉ nhiều tình vào nhà thuốc thì tôi bắt công việc đang làm nhà. Dạ vâng. Cảm ơn bác ạ. Vâng. Vâng, bây giờ bác đi con một đoạn từ đây ra gần quán nước kia xong quay lại. Vâng, bác đi đi ạ. Thưa quý vị và các bạn, đây là một bệnh nhân bị thoái hóa cột sống, chèn ép dây kinh tọa ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Sau khi dùng hơn một liệu trình rượu thuốc của nhà thuốc, giờ đã ổn định rồi, đi lại thoải mái rồi. Đấy, bác đi ở đây cho con, đi thoải mái chưa? Đấy. À, thì chạy nào, chạy nào, chạy thoải mái nào. Ok rồi thì tuyệt vời quá. Rồi, bác Tiến đây. Thưa quý vị và các bạn, đây là một bác bị viêm đau dây kinh tọa. Bây giờ bác ổn hẳn chưa? Còn đau hay hết đau rồi? Hết đau. Bác cảm nhận thuốc của nhà thuốc tốt hay không tốt? Tốt. Dược dụng tốt. Vâng. Thay mặt nhà thuốc đông y Bảo Lộc Đường, xin được nắm tay với bác cái. Chúc bác là luôn luôn có nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn bác ạ. Bệnh nhân sau một thời gian ngắn dùng cái rượu thuốc của nhà thuốc giờ đã ổn định rồi, đi đứng thoải mái rồi. Ở đây là một cái công viên. Và bác đứng chỗ đấy, đứng chỗ đấy. Bác ở chỗ này là chỗ nào đấy ạ? Địa phận này ạ? Đây là ngã tư. Ngã tư. Việt Nam. Vâng ạ, Việt Nam. 105 thị xã Sơn Tây ạ. Vâng vâng. Cháu mới đến đây, cháu cũng chưa rõ là chỗ này là chỗ nào, nhưng thấy cái công viên này cũng khá đẹp. Rồi, một lần nữa cảm ơn bác. Vâng, cảm ơn. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, đây là vườn hoa gần bệnh viện Quân y 105 thuộc địa phận thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Minh Cương đến ghi hình một bác sau khi sử dụng cái rượu thuốc chữa viêm đau dây dây kinh tọa của nhà thuốc, giờ đã ổn định rồi. Bác xây nhà ở đây khoảng bao nhiêu mét vuông? Gần 100 mét vuông. Khi vừa thợ xây dựng như này thì bác có hỗ trợ nhiều cho thợ không? Có, tất nhiên mình phải phụ. Phụ lại rồi pha nước các thứ nhỉ. Trời ngoài Bắc thì bây giờ cũng lại nóng. Đấy, nhà của bác đây là mới xây. Địa chỉ là chị nó là số mấy nhỉ? Đây là đây là số mấy? Nhà số mấy? Số nhà 8. Số nhà 8, vâng ạ. Đường 65, vâng. Ngõ Trung Trầm. Ngõ Trung Sơn Trầm. Trung Sơn Trầm, vâng ạ. Thị xã Sơn Tây. Sơn Tây. Tỉnh Hà Nội. Bây giờ thành phố Hà Nội rồi. Tuyệt vời quá. Chúc bác là luôn luôn mạnh khỏe là để phụ giúp cho con cháu. Thế nhưng là bác ngày xưa là bác làm về nghề gì trong quân đội à? Hay là... À, bên xây dựng. Bác bên xây dựng. Vâng. Là quốc phòng chứ không phải là bộ. Quốc phòng là có liên quan cũng có xây dựng của bác. Không, mình đi kiểu như bên quốc phòng, công nhân quốc phòng, không phải là bộ đội. Vâng ạ. Bên xây dựng. Vẫn xây dựng, vâng. Tuyệt vời quá, cảm ơn bác. Nhà cũng rộng phết. Nhà mà ngay mặt đường này mà có nhà to này là cũng tốt lắm rồi đấy. Vâng, cảm ơn bác, tuyệt vời quá.
vẫn cứ lo nước cho thợ uống rồi thiếu cái gì phải gọi cái đấy. Không trực tiếp làm nhưng mà cũng nhiều việc cũng vất đi lại bình thường này là tuyệt vời rồi. À, thời Tết không đi được hả bác? À, trước đi khó chịu, ngủ khó chịu. Và đấy, có sức khỏe là làm nên tất cả phải không ạ? Đấy là có sức khỏe làm gì cũng được. Không sức khỏe thì muốn đi đâu cũng khó. Thưa quý vị và các bạn, đây là bình rượu thuốc đã ngâm các cái thảo dược tạo ra rượu thuốc chuyên chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa do vôi gai thoái hóa thoát vị đĩa đệm chèn ép. Từ trước tới nay, nhà thuốc Đông y Bảo Lập Đường chuyên chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa do vôi gai thoái hóa cột sống thoát vị đĩa đệm bằng cái loại rượu thuốc này. Ngoài chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa do chèn ép thì nó còn tốt cho cả sức khỏe nữa. Nó làm mạnh khí và làm cho người uống rượu này ăn ngon ngủ ngon. Đấy, gần hết bình rồi, nhà thuốc chắt lốt ra để gửi cho một số bệnh nhân. Thông thường người ta uống tầm 2 lít này là một liệu trình. Nhiều người một liệu trình đã khỏi bệnh viêm đau dây thần kinh tọa do vôi gai thoái hóa cột sống chèn ép. Tuy nhiên là có những người bị lặng thì cũng phải dùng một liệu trình nữa để cho cột sống nó ổn định trở lại. 2 lít là một liệu trình. Mà 2 lít thì uống được trên dưới 1 tháng. Uống thì có cữ nhưng mà có những người thì uống nhiều hơn. Và có những người thì là quên về công việc thì có thể là 2 lít là uống được nhiều hơn 1 tháng. Nhưng thông thường 2 lít là uống được 1 tháng. Và những ai sử dụng cái rượu thuốc loại rồi của nhà thuốc thì biết nó vừa chữa được bệnh lại vừa rất tốt cho sức khỏe vì nó bổ khí, tốt cho cả dạ dày. Thông thường thì người ta vẫn khuyên rằng là bị bệnh dạ dày thì không nên uống rượu. Tuy nhiên là uống rượu ở đây thì là lượng nó rất là thấp. Mỗi ngày uống có 2 cái ly con thôi. Đây là cận cảnh các cái thảo dược nhà thuốc đã ngâm. Đấy là hoàn toàn là cây củ quả vườn nhà. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lương Y Lạc Minh Cương. Nhà thuốc Đông Y Bảo Lập Đường có địa chỉ ở đầu làng thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Vừa lấy Minh Cương vừa chắt lốt mấy cái chai rượu thuốc chuyên chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa để quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, nó hoàn toàn là thảo dược nhé. Ngâm thì là nhà thuốc làm thuốc và ngâm được khoảng ngoài 2 tháng thì bắt đầu mới dùng được cái loại rượu thuốc này. Nó sẽ có hiệu quả. Đấy. Từ trước đến nay nhà thuốc Đông y Bảo Lập Đường chữa cho rất là nhiều người bị vôi gai thoái hóa cột sống thoát vị đĩa đệm chèn ép dây thần kinh tọa đã trở lại trạng thái bình thường. Nếu quý vị và các bạn không may bị cái bệnh này thì liên hệ với nhà thuốc theo số điện thoại 0989 759 199 hoặc số 0813 713 713 để tư vấn kịp thời và dùng thuốc kịp thời. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.